Tập 40. Nhanh, đặt cái này vào trong nhà. Nhanh lên chút đi. Đặt cái này vào trong nhà. Vào trong nhà đi. Trung đoàn trưởng, đội trưởng đội cảnh vệ trung đoàn 1 và quán trà Xuân Lai, 4 thùng gỗ quân dụng cũng được chuyển vào đó. Bên trong là gì chứ? Bên trong là vũ khí được lấy ra từ kho vũ khí, 50 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy và 2 thùng đạn. Cậu nói xem họ đang định làm gì chứ? Chuyện đã bày ra trước mắt, rõ như ban ngày rồi, lén mua vũ khí. Tề Chiêu ơi là Tề Chiêu, không ngờ cậu cũng chơi chiêu trò hạ tiện này. Màn chống mũi đây, lại xem đi. Đèn lồng đây, đèn lồng đây. Bán đèn lồng đây, mua đèn lồng đi. Anh Lý, vũ khí trung đoàn trưởng dặn đều ở đây hết rồi. Gửi anh em, giờ cậu chuyển lời cảm ơn đến trung đoàn trưởng Tề. Có số vũ khí này, sau này còn ai dám nói đội du kích của chúng ta là đội ăn mày nữa. Trung đoàn trưởng, hình như là đội du kích đảng Cộng sản. Dội cái gì? Về rồi nói tiếp. Đây là đại tội tử hình đó. Bà báo cáo với Lữ đoàn trưởng đi. Ông đây đã nuốt cục tức đã được hơn 2 năm. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Tề Chiêu, lần này ông đây không ép chết cậu thì ông đây không họ Hạ. Tại sao Tề Chiêu lại làm như vậy chứ? Buôn lậu vũ khí là đại tội, thông đồng loạn đảng là tội chết. Cậu ta không phải không biết. Không lẽ là đội du kích đảng Cộng sản trả giá cao? Alo, Lương Tài Hiền Đệ, Lữ đoàn trưởng có gì dặn dò? Nói cho cậu một tin tốt, Lữ đoàn bảo an chúng ta sắp tổ chức lại thành bộ đội chính quy quốc quân rồi. Thật không? Lúc nào vậy? Ngày kia, ngôi tướng quân của chiến khu 2 sẽ đích thân tới tuyên bố. Tốt quá rồi. Trung đoàn trưởng, tại sao không báo cáo với Lữ đoàn trưởng? Cứ đợi 2 hôm nữa trực tiếp báo cáo với ngôi tướng quân, chẳng phải tốt hơn hay sao? Hay lắm. Như vậy, đến lúc đó trưởng quan quân khu 2 sẽ càng coi trọng trung đoàn trưởng hơn. Đó không chừng sau khi tổ chức lại, trực tiếp để ngài lên làm lữ đoàn trưởng. Đến lúc đó tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. Cảm ơn trung đoàn trưởng cất nhắc. Đại thiếu gia Lưu Toàn, khách khứa đã về hết chưa? Đang uống no say rồi. Họ đều biết không thể náo động phòng nên đã về trước. Đại thiếu gia, lần này Tề gia ta thật sự quá mất mặt rồi. Đúng. Cậu nói xem, cái thằng nhóc Tảo Tảo này sớm không tới muộn không tới là tới ngay vào lúc quan trọng. Con trai làm hỏng hôn lễ của cha, cậu không nhận cha mình, vậy cậu ra thể thống gì nữa? Lưu Toàn, đây là số mệnh của tôi. Trung đoàn trưởng, đại tráng, cậu tới rồi. Bộ dự tướng quân của bộ tư lệnh chiến khu 2 tới đây. Lữ đoàn trưởng kêu anh lập tức quay về đã tiếp quan. Cái gì? Trưởng quan chiến khu đến tận đây? Đến làm gì? Đó là sẽ tổ chức lại, chuyển lữ đoàn bảo an chúng ta thành quốc quân chính quy. Tốt. Lần này là một cơ hội tốt. Chim sẻ bay lên đỉnh cây thành phượng hoàng. Đúng vậy. Đại tráng, chúng ta đi. Đại thiếu gia, vậy còn Ngọc Giao tiểu thư? Không nghĩ được nhiều như vậy. Đại tráng, mau chuẩn bị đi, chúng ta đi. Anh họ Tiểu Mai, anh họ, ban ngày ban mặt anh ở trong nhà nghịch thế này làm gì? Giáo quan nói mỗi ngày phải tiếp xúc thân mật với đồng đội của mình 4 tiếng.
Như vậy hai bên mới không còn khoảng cách. Anh còn có đồng đội nữa hay sao? Ở đâu vậy? Ở đâu thế? Chính là nó đó. Anh ở châu Âu bao nhiêu năm nay rồi mà chỉ học được cách bắn súng thôi hay sao? Nói ra em cũng không hiểu. Anh đừng có coi thường người khác. Ai mà không biết bắn súng, em cũng biết mà. Chỉ cần nửa tiếng là em biết bắn rồi. Thông minh đúng không? Tiểu Mai, có phải em nên đi rồi hay không? Anh không mời em ngồi chơi một lát hay sao? Anh cũng đâu mời em đến phòng của anh chứ, đúng không? Hà Tảo Tảo, tên đầu gỗ này, không lẽ anh không nhìn ra em thích anh hay sao? Hà Tiểu Mai, đầu óc của em có vấn đề hay sao? Anh là anh của em, sao có thể kết hôn với anh được? Anh rõ ràng là con trai của cô và Tề Chiêu mà. Chúng ta là anh em họ với nhau, có thể kết hôn. Hạ Tiểu Mai, em còn càng quấy nữa, cẩn thận đuổi em ra khỏi đây đó. Giống chỉ là anh họ mà. Em gọi anh một tiếng, anh họ, anh họ, anh họ. Ông trời ơi, tôi đã tạo nghiệp chướng gì đây, dai như đĩa. Mẹ, cái thằng nhóc này, con làm mẹ hết hồn. Con ở đây làm gì? Mẹ, con ở đây chờ mẹ, muốn nói chuyện với mẹ đó. Con đang giác cái gì đó? Đây là súng của con hay sao? Dân à, cái này là súng bắn tỉa của bộ đội đặc chủng lục quân Đức. Bên trên còn có cái kính. Cái này là kính ngắm chuẩn, có thể ngắm chuẩn mục tiêu ngoài 800m, bắn chuẩn xác. Hơn 800 mét cũng được hay sao? Dạ đúng. Đúng là lợi hại thật. Con mang khẩu súng này đến trung đoàn bảo an trình diện đi. Cha con sẽ vui lắm đấy. Mẹ nói là trung đoàn trưởng trung đoàn 2 Hạ Lượng Tài, hay là trung đoàn trưởng trung đoàn 1 Tề Chiêu. Thôi được rồi, mẹ không nói chuyện này với con. Con ăn cơm chưa? Nếu chưa, mẹ đi nấu cho con ăn. Không cần đâu mẹ, con không đói. Con đến đây nói chuyện với mẹ. Mẹ mau đuổi Hạ Tiểu Mai từ Thượng Hải đến đi đi cho con. Tiểu Mai, nó đã làm gì con? Coi đúng là cô gái điên, kẻ điên. Tiểu Mai đã nói gì với con? Có phải nó nói nó thích con hay không? Các con đều đã trưởng thành hết rồi. Được rồi mẹ, mẹ mau đuổi cô ấy đi giùm con. Con đi trước đi. Thi chức Tần Hoài Chi cùng các quân quan trên tiểu đội trưởng chào mừng Ngô tướng quân tới thị sát lữ đoàn bảo an đã thiết quan. Người anh em Hoài Chi càng già càng dẻo dai, là tấm gương của quân nhân thế hệ chúng ta. Còn đây là Thường Tín Trung tướng quân. Đây là phó quan của tôi, Thượng tá Hứa Chi Phong. Ngô tướng quân, Thượng tướng quân, Hứa thượng tá, mời. Mời. Bộ trưởng quan chiến khu 2 ra lệnh, lữ đoàn bảo an đã thiết quan kể từ ngày hôm nay. Tổ chức lại thành lữ đoàn chỉ đạo. Quân cách mạng quốc dân thuộc quân tác chiến thứ 29. Vũ khí trang bị sẽ do bộ trưởng quan chiến khu cung cấp. Quân hưởng do quân trưởng quân số 29 Tống Trí Nguyên phê chuẩn cấp phát. Thường Tín Trung tướng quân làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn chỉ đạo. Lữ đoàn trưởng Tần Hoài Chi được điều về bộ trưởng quan chiến khu 2 làm nhiệm vụ quan trọng hơn. Mệnh lệnh đã được tuyên bố xong. Mời ngồi. Các vị, lão phu đã viết báo cáo giải ngũ về hưởng tuổi thọ, là được bộ trưởng quan coi trọng như vậy, chỉ đành đến bộ trưởng quan nhận lệnh. Mong rằng mọi người dưới sự lãnh đạo của tướng quân Thường Tín Trung mau chóng hoàn thành việc tổ chức lại. Tiếp theo mời lữ đoàn trưởng Thường Tín Trung phát biểu.
Các vị được bộ trưởng quan coi trọng, quay trở lại đã tiếp quan lãnh đạo lữ đoàn chỉ đạo. Tại đây tôi có thể đảm bảo hai điều. Thứ nhất, vũ khí trang bị do bộ trưởng quan cấp đang trên đường tới đây rồi. Lữ đoàn chỉ đạo sẽ được phát vũ khí tiêu chuẩn theo bộ đội chiến đấu quốc quân. Thứ hai, quân hưởng của lữ đoàn đảm bảo hai điều: không nợ quân hưởng, không rút quân hưởng. Sau cùng tôi nói rõ, thường tính chung tôi không phải đến làm quan, là đến cùng với các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Báo cáo, tề chiêu của trung đoàn 1 có mặt. Tề chiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhìn tôi như vậy làm gì? Quên tôi rồi hay sao? Đâu có, xin lữ đoàn trưởng chỉ bảo. Giả tạo quá, anh không mệt, tôi còn thấy mệt này. Nào nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Rõ. Tề chiêu, chuyện khác tạm không nói, hiện tại tôi có một chuyện rất quan trọng nói với anh đây. Mời lữ đoàn trưởng nói. Lữ đoàn trưởng chúng ta hiện đang thiếu lữ đoàn phó. Anh thấy ai làm thì hợp lý? Tôi nghe theo lữ đoàn trưởng. 2 năm không gặp anh, cũng biết cách lương lẹo rồi đúng không? Được, vậy tôi nói rõ ra vậy. Tôi muốn để cho anh làm lữ đoàn phó. Thế nào, anh có tự tin không? Có. Tốt. Mời. Lương Tài Hiền đệ, chuyện lữ đoàn phó khi nãy tôi đã nói với Ngô tướng quân rồi. Tướng quân nói thế nào ạ? Ngô tướng quân nói lữ đoàn phó sẽ do Thường Tính Trung chỉ danh. Sau này cậu phải đi lại nhiều hơn với lữ đoàn trưởng Thường đó. Có hiểu chưa? Dạ tôi hiểu. Mời. Tào quá trêu đùa, cơ hội đến tay rồi lại để tuột mất. Thường Tính Trung và Tề Chiêu là anh em thân thiết, sao anh ta có thể đề bạt mình làm lữ đoàn phó được? Nhưng mà làm người phải có chí dương lên, không chịu thua kém. Ông này quyết không bó tay chịu chết. Báo cáo lữ đoàn trưởng, hạ lương tài trung đoàn 2 theo lệnh đến trình diện. Lương tài đều là người quen cũ. Nào, xin mời ngồi. Ngồi đi. Lương Tài, thời gian trôi qua nhanh thật đó. Chớp mắt đã 2 năm không gặp rồi. Con người cũng có tuổi, thường thích nhớ lại chuyện cũ lắm. Tôi vừa đến đã tiếp quan, liền nhớ lại những ngày làm huyện trưởng ở huyện Liễu Lâm. Liễu đoàn trưởng, năm đó thì chức đã đắc tội, xin được thỉnh tội với ngài. Lượng Tài, anh nói vậy là sao chứ? Chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi. Sau này chúng ta còn phải làm việc chung với nhau. Lữ đoàn trưởng đại nhân độ lượng, thì chức thề chết trung thành. Tốt, nào ngồi xuống rồi nói. Tôi nói thẳng nha, Lượng Tài, lữ đoàn chúng ta hiện đang thiếu lữ đoàn phó. Anh thấy ai thích hợp làm lữ đoàn phó? Tỳ chức nghe theo lữ đoàn trưởng, ngài nói ai thích hợp nhất thì người đó thích hợp nhất. Vậy được, vậy tôi nói thẳng luôn, tôi tính báo cáo với tướng quân để Tề Chiêu làm lữ đoàn phó. Anh thấy thế nào chứ? Lữ đoàn trưởng, ngài đã nói chuyện này với lữ đoàn trưởng cũ chưa? Tôi đã nói anh ấy rồi. Vậy ngài ấy nói thế nào? Anh ấy nói nếu là lữ đoàn trưởng, lữ đoàn bảo an, hạ lương tài anh là thích hợp nhất. Nhưng mà nếu như là lữ đoàn phó, lữ đoàn chỉ đạo thì Tề Chiêu thích hợp nhất. Lão già chết tiệt này chẳng phải là chơi mình hay sao? Lữ đoàn trưởng, tôi mạo muội hỏi anh một câu. Lữ đoàn trưởng cũ đến bộ trưởng quan chiến khu nhậm chức vụ gì? Cái này thì tôi cũng không giấu anh. Trong lúc giữ chức lữ đoàn trưởng, Tần Hoài Chi buôn lậu vũ khí, vơ vét tài sản quốc gia. Anh ta đến bộ trưởng quan quân khu sẽ lập tức bị bắt, chịu xử lý theo quân pháp. Buôn lậu vũ khí, chịu xử lý theo quân pháp. Đúng, trong quân pháp có điều này, anh không biết hay sao?
Ti chức biết. Vậy Tư Thông Lạng Đảng có phải cũng phải chịu xử lý theo quân pháp? Đương nhiên. Lương Tài, ý anh trong lữ đoàn chúng ta có người Tư Thông Loạn Đảng hay sao? Không những Tư Thông Loạn Đảng, còn bán lại vũ khí cho Loạn Đảng nữa. Đây là tội lớn đáng xử tử. Ai lại to gan như vậy? Tề Chiêu. Tề Chiêu. Đúng, Ti chức tận mắt chứng kiến. Tên họ, chức vụ: Lưu Thiết Trụ, đội trưởng đội cảnh vệ 1. Là cậu bán vũ khí đạn dược cho đội du kích đảng Cộng sản. Không phải bán mà là tặng. Vậy các cậu tặng tổng cộng là bao nhiêu vũ khí đạn dược cho đội du kích? 50 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy, 3.000 viên đạn. Là ai chỉ thị cậu làm như vậy chứ? Không nói phải không? Lập tức lôi ra ngoài xử bắn. Tôi nói, tôi nói mà, là trung đoàn trưởng của chúng tôi, là Tề Chiêu. Truyền lệnh của tôi, lập tức bắt Tề Chiêu. Nếu đoàn trưởng chỉ nghe theo lời của người này, chỉ e chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Nào Tiểu Mai, ăn nhiều một chút đi. Con cũng ăn nhiều vào. Dân, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, đừng có ăn nữa. Đại tráng, sao vậy? Trung đoàn trưởng bị bắt rồi, Tề Chiêu bị bắt rồi. Ai bắt? Lữ đoàn trưởng mới đến, Thường Tính Trung, Thường đại ca. Đại tráng, anh lại đùa kiểu này với tôi, làm tôi hết cả hồn. Đâu phải là anh không biết quan hệ của Thường đại ca và Tề Chiêu, anh ấy lại bắt Tề Chiêu sao? Tôi không có đùa, Thường Tính Trung bắt trung đoàn trưởng của chúng ta thật rồi. Tội danh gì? Đó là buôn lậu vũ khí, Tư Thông Loạn Đảng. Trời ơi, đây toàn là những tội đáng chết. Cứu người cấp bách, cô mau nghĩ cách đi. Đây gọi là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Anh họ, cha của anh bị bắt, sao anh còn cười được? Ông ta không phải là cha tôi. Cái thằng nhãi, cậu là ai vậy? Ở đây ăn nói linh tinh. Đại tráng, đây là con trai của tôi, Tảo Tảo. Tề Tảo Tảo, cậu về từ khi nào? Ở đây không có Tề Tảo Tảo, chỉ có Hà Tảo Tảo thôi. Thằng nhãi tranh này, cha ruột mà cũng không nhận. Có tin ông đây xử cậu không? Được, tôi tiếp đến cùng đó. Được rồi, hai người làm gì vậy? Đã lúc nào rồi? Đại tráng, chúng ta mau chóng thu dọn về đã tiết quan ngay. Cậu cũng phải đi đã tiết quan. Cậu đi làm gì hả thằng nhóc? Trình Diện, cô ơi, cháu cũng muốn đi. Cháu đi để làm gì? Cháu đi tham gia quân đội. Các cậu ra ngoài hết đi. Rõ. Bắt đầu đi. Họ tên, chức vụ: tôi thuộc Lữ đoàn Bảo an. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn 1, Lữ đoàn chỉ đạo số 29, Tề Chiêu. Tề Chiêu là anh bảo đội trưởng đội cảnh vệ 1 Lưu Thiết Trụ tự ý lấy 50 khẩu súng trường, 1 khẩu súng máy và 3.000 viên đạn cho đội du kích đảng Cộng sản hay sao? Đúng. Được, số vũ khí đó giao cho ai? Lý Đông Minh. Anh có biết thân phận của người này không? Trước đây anh ấy vẫn là văn thư đại đội Nghĩa Dũng, Tề Tề Cấp Nhĩ. Người này chắc các anh đều biết. Tôi nói thân phận bây giờ, đội du kích đảng Cộng sản. Lữ đoàn trưởng Chi Phong, Lý Đông Minh lấy số vũ khí này để đi đánh người Nhật. Anh ta nói anh liền tin. Tôi tin. Tề Chiêu, anh nghĩ kỹ lại đi. Đừng để dễ hảo hán, được không? Tề Chiêu, toàn bộ chuyện này là do người khác chỉ thị anh làm, hoặc là bị người khác dụ dỗ, mất đi lý trí, đúng hay không? Không có ai chỉ thị tôi hết. Đây hoàn toàn là ý của tôi. Anh, anh không biết tìm cái bia đỡ đạn cho mình hay sao? Tìm bia đỡ đạn gì chứ? Người nào làm người đó chịu. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tề Chiêu, anh nghe rõ cho tôi. Trước khi anh giao vũ khí của chúng ta cho đội du kích đảng Cộng sản, anh không biết thân phận của Lý Đông Minh. Là Lý Đông Minh lợi dụng thân phận chiến hữu trong đại đội Nghĩa Dũng với anh để dụ dỗ anh. Không phải, tôi biết thân phận của anh ấy mà. Tại sao anh có thể biết thân phận của anh ta được? Anh ấy nói cho tôi biết. Không thể nào. Thân phận của họ ở trong tổ chức họ đều được bảo mật, không thể nào nói cho anh biết được. Tôi nói cho anh biết, tôi tin anh ấy, anh ấy cũng tin tôi.
Lữ đoàn trưởng, sao vậy? Sao đột nhiên đau đầu? Đúng, tôi đau đầu đó. Tôi thấy đầu của anh sắp bị nổ tung rồi. Lữ đoàn trưởng, phải làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa? Bây giờ anh ấy đã tự chặn hết đường lui của mình rồi. Bây giờ tôi lập tức báo lên bộ trưởng quan, nghe cấp trên xử trí. Hứa Chi Phong, bắt đầu từ bây giờ cậu làm trung đoàn trưởng tạm thời của trung đoàn 1. Tôi? Vậy còn Tề Chiêu? Tạm thời giam lại đi. Đã bảo anh đừng có làm bộ hảo hán nữa mà. Anh đang dễ gì chứ? Chính quỷ, vị trưởng quan cũ này của anh đúng là rất tốt. Lô súng của chúng ta đều là súng mới hết. Súng này mà bắn thì tiếng phải đã lắm. Nếu có thêm 50 khẩu nữa thì tốt. Vị trưởng quan cũ này của tôi cũng không dễ dàng gì. Trong trung đoàn vẫn còn một nửa không có súng, vẫn có một nửa đang dùng đại đao kìa. Thật sao? Vì tình nghĩa này thực sự quá lớn. Đúng. Báo cáo đại đội trưởng, chính quỷ, quán trọ Lai Phúc trên trấn có một đám người đáng nghi vào ở. Đáng nghi? Đáng nghi thế nào? Khoảng 20 người đều mang theo vũ khí, dẫu quán trọ vẫn chưa ra ngoài. Giọng nói thì sao? Cái này tôi cũng không chú ý. Chính quỷ, anh thấy thế nào chứ? Tôi thấy có khả năng một thổ phỉ hoặc là đám cướp sông cướp biển. Họ sẽ không một lúc vào ở quán trọ đông như vậy đâu. Hơn nữa, trên trấn nghèo khổ rách nát, một người giàu có cũng không có. Hai thì là đội thường phục cho chính phủ phái tới để đối phó với chúng ta. Cái này cũng không giống. Chúng ta chưa từng công khai chiến đấu, tin tức sẽ không truyền tới nhanh như vậy. Hơn nữa, họ chỉ ở trong quán trọ không ra ngoài, đối phó với chúng ta thế nào? Khả năng cuối cùng thì là đội biệt động do người Nhật phái tới. Người Nhật có khả năng này. Có điều họ đến làm gì? Tôi cũng không biết. Phải rồi, cậu lập tức quay về quán trọ Lai Phúc, nói cho tai mắt của chúng ta bí mật theo dõi họ đi. Rõ. Đại đội trưởng, lần này nếu thật sự là người do người Nhật phái tới, vậy vừa hay chúng ta lấy súng của trung đoàn trưởng Tề mới cho ra dùng cho quen. Được, chính quỷ, đây là ý hay đó. Tỉnh táo lên, xe sắp đến rồi. Tổ trưởng, họ đến rồi. Đắp cho kỹ vào. Xông lên. Đứng im, đứng im. Các người là ai? Xe của quốc quân mà cũng dám cướp? Ông đây cướp của mày đấy. Đi lên xem. Quỷ à, họ cướp xe của quốc quân thật rồi. Nhìn có vẻ không giống bộ đội chính quy, giống đội biệt động Hán Giang hơn. Hán Giang, Hán Giang càng đáng ghét. Chính quỷ à, chúng ta làm gì đây? Đắp đi, tìm hiểu rõ tình hình rồi tính. Thiếu tá, ở đây đều là vũ khí đạn dược loại tốt. Mọi người làm tốt lắm. Đợi hoàng quân đánh đến trường thành, nhất định sẽ thưởng đạm cho chúng ta. Thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế. Chuyển hết vũ khí về đi. Chính quỷ, xe sắp đi rồi, chúng ta có ra tay hay không? Bắn. Có mai phục, rút. Lên. Chính quỷ, chúng ta có đuổi theo không? Không đuổi nữa, lập tức kiểm tra chiến lợi phẩm. Toàn thể kiểm tra chiến lợi phẩm, rõ. Dừng, trưởng quan, tiêu chức đã rõ.
Báo cáo. Đội trưởng Hạ, Lữ đoàn trưởng, anh đã bắt Tề Chiêu lại rồi hay sao? Đúng. Ý của cấp trên thế nào chứ? Xử bắn thời gian vào hôm nay. Lữ đoàn trưởng, những năm qua tôi cầu xin anh không ít lần. Lần này tôi vẫn phải cầu xin anh. Xin anh hãy giúp Tề Chiêu. Không phải tôi không muốn giúp, hiện tại thật sự không còn cách nào khác. Quân pháp như núi. Tôi có thể gặp anh ấy không? Chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Đội trưởng Hạ, cô ra ngoài trước đi, chờ tin của tôi. Rõ. Lữ đoàn trưởng, đạn dược bộ trưởng Quan gửi cho chúng ta đáng lẽ phải tới từ lâu rồi, nhưng mà xe đến giờ vẫn chưa tới. Cái gì? Chuyện này không được để xảy ra sơ suất gì đó. Cậu lập tức dẫn đội kỵ binh đi tiếp ứng đi. Rõ. Đương gia, em theo anh nửa đời người rồi, đã trải qua bao lần sống chết. Anh là người thế nào, trong lòng em biết rất rõ. Lấy anh, em không hề hối hận. Lần này em không thể giúp anh được, chỉ có thể tiễn anh đến đây. Nếu như có kiếp sau, xin anh đừng quên em. Ngọc Giao, đời này của anh đến nợ quá nhiều. Con đường sau này cũng phải tiếp tục bước tiếp. Cùng Tảo Tảo sống bình an hạnh phúc. Chén rượu này, chúng ta hãy cùng uống cạn đó. Được. Người anh em Chi Phong, chén rượu này cảm ơn anh. Tề Chiêu ơi là Tề Chiêu, anh bảo tôi phải nói gì với anh đây? Người ta thì chưa đâm phải tường chưa quay đầu, tại sao anh đâm phải tường rồi mà còn không biết quay đầu vậy? Người anh em Chi Phong, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, đây cũng là cơ hội cuối cùng dành cho anh. Anh phải nghe cho kỹ. Được, tôi nghe đây, anh nói đi. Anh buôn lậu vũ khí là do người khác sai khiến đúng hay không? Không có ai sai khiến tôi hết. Đây hoàn toàn là ý của tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Lúc anh giao vũ khí cho Lý Đông Minh, anh không biết thân phận thật sự của anh ta đúng hay không? Tôi biết. Tề Chiêu, tôi hỏi anh câu cuối cùng, làm như vậy có hối hận không? Tôi không hối hận. Tề Chiêu, người nào làm người nấy chịu. Là cấp dưới của tôi, anh vi phạm kỷ luật, tôi chấp hành quân pháp, không thể đổi cho người khác. Từng là anh em với anh, tôi kính để anh dám làm dám chịu. Anh là một trang nam tử hán. Đội trưởng đội xử phạt. Có, đại ca. Chấp hành quân pháp. Chuẩn bị. Giơ súng. Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng. Báo cáo Lữ đoàn trưởng, vũ khí của chúng ta đã được đưa về đây rồi. Cái gì? Được đưa về đây? Có chuyện gì vậy? Thì ra là bị hắn Giang cướp mất, sau đó được đội du kích cướp lại. Cậu nói gì chứ? Đội du kích cướp lại rồi hay sao? Đúng, sau đó đội du kích lại đưa về đây cho chúng ta.
Xe của bộ trưởng quan. Đúng vậy, là xe chuyển đạn dược của chúng ta. Người anh em đồng minh. Chào Lữ đoàn trưởng Thường, tôi là chính ủy đại đội du kích kháng Nhật sát cấp nhĩ Lý Đông Minh. Chào chính ủy Lý. Là đội biệt động của người Nhật đã cướp đạn dược của chúng tôi. Đúng. Vậy sau đó các anh đã đánh đội biệt động của người Nhật để cướp lại số đạn dược đó. Đúng là như vậy. Vậy thì tại sao anh lại trả lại đạn dược cho chúng tôi? Chẳng phải đội du kích các anh đang thiếu vũ khí hay sao? Chính ủy, chúng ta có đuổi theo hay không? Không đuổi nữa, lập tức kiểm tra chiến lợi phẩm. Toàn thể kiểm tra chiến lợi phẩm, rõ. Chính ủy, bây giờ thì hay rồi. Số vũ khí này đổi cho chúng ta dùng 3 năm. Chính ủy, anh xem cái này đi. Tìm được ở đâu thế? Trên người người này. Đại đội trưởng, xem ra số vũ khí này chúng ta không thể lấy được. Cái gì? Chúng ta giành được từ Tây Hán Giang mà. Tại sao lại không giữ lại? Anh xem danh sách điều động này. Đây là vũ khí mà bộ trưởng quan chiến khu 2 phát cho lữ đoàn quân giáo số 29. Xem tiếp lệnh điều động này đi. Sau khi tổ chức lại, lữ đoàn chỉ đạo phải tăng cường huấn luyện đội chủ lực quân 29 đến đả thiết quan. Sau đó sẽ cùng chủ lực quân 29 tiến quân đến phòng tuyến Trường Thành. Cũng tức là họ sẽ tiến về phía Trường Thành, chuẩn bị chiến đấu với người Nhật Bản. Báo cáo chính ủy, tổng cộng có 800 khẩu súng trường và một vài khẩu súng máy. Im miệng, đừng nói nữa. Đội trưởng, sao vậy? Tôi sợ cậu tiếp tục báo cáo, tôi thấy tiếc. Chính ủy, anh nói phải làm gì bây giờ? Đưa lại số vũ khí này cho họ đi. Cái gì? Đưa lại. Đúng. Được, chính ủy Lý, tôi thay mặt toàn thể quan binh của lữ đoàn bày tỏ lòng cảm ơn anh. Lữ đoàn trưởng Thường, đây chẳng phải là tề chiêu đó sao? Có chuyện gì vậy? Các anh đang muốn xử bắn anh ấy, tại sao vậy? Chính ủy Lý, anh hại tề chiêu khổ sở quá rồi. Đội trưởng Hạ, tôi không hiểu lời của cô đang nói gì. Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu rồi. Đội trưởng đội xử phạt có. Lập tức thả tề chiêu ra. Lữ đoàn trưởng, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Hà Tảo Tảo, cuối cùng cậu cũng về rồi. Đúng vậy trưởng quan, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Có phải là cậu cảm thấy mặc bộ quân phục này rất đẹp? Đúng vậy trưởng quan. Vậy sao cậu không lập tức cút về nước Đức đi? Trưởng quan à, tại sao ngài có thể nói như vậy được? Cô mặc kệ tôi nói thế nào. Hà Tảo Tảo, cậu quay về cho tôi, thay bộ quân phục quốc quân. Rõ. Nghe nói bây giờ cậu là một tay súng thiện xạ. Báo cáo trưởng quan, tôi là tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa và tay súng thiện xạ có khác biệt gì nhau? Nói đơn giản thì tay súng thiện xạ là khắc tinh của sĩ binh, còn tay súng bắn tỉa là khắc tinh của tay súng thiện xạ. Nói hay lắm. Mong rằng cậu không phải chỉ được vẻ bề ngoài. Thứ cậu đang vác trên vai chính là dụng cụ kiếm cơm của cậu đó. Báo cáo trưởng quan, đây là quà hiệu trưởng trường quân sự Đức tặng cho tôi khi tôi được xếp nhất cả lớp trong kỳ thi. Cái này không phải là dụng cụ kiếm cơm đâu ạ. Đó là súng bắn tỉa. Cái này không làm khó tôi được. Cự ly bắn lớn nhất của nó là 800 mét. Cự ly bắn tốt nhất là 500 mét. Đúng hay không? Đúng vậy trưởng quan. Hà Tảo Tảo. Có. Bây giờ tôi cho cậu làm giáo quan môn bắn súng trung đoàn 1 lữ đoàn chỉ đạo. Mất bao lâu để cậu đào tạo cho tôi 20 tay súng bắn tỉa giỏi? 3 ngày. Khá lắm. Là 3 năm. Mỗi năm 30.000 viên đạn. Tảo Tảo, cậu đang đùa tôi đó hay sao? Dạ không có trưởng quan. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Đợi trưởng quan quân 29 đến đây, lữ đoàn chúng ta phải lập tức tiến đến phòng tuyến Trường Thành rồi. Tôi cho cậu nhiều nhất là 1 tuần. Dạ được trưởng quan. Ngài cho tôi 20 sĩ binh xuất sắc nhất. Trong vòng 1 tuần tôi sẽ đào tạo họ thành những tay súng giỏi nhất.
Được, tôi đang chờ câu nói này của cậu đó. Cậu lập tức đến trung đoàn 1 trình diễn với trung đoàn trưởng Hứa Chi Phong. Rõ, trưởng quan. Anh họ, vậy còn em? Đừng có quậy nữa, mau quay về. Em không về, em đã nói rồi. Anh đến đâu thì em sẽ đến đó. Hai người có quan hệ gì? Báo cáo trưởng quan, là em gái tôi. Báo cáo trưởng quan, là em họ thôi. Là em gái, rõ ràng là em họ mà. Trưởng quan, ngài không tin có thể hỏi cô cháu. Cô của cháu là ai vậy? Chính là đội trưởng đội y tế Hà Ngọc Giao. Tiểu Mai, cháu xem, đây chính là đội y tế. Thế nào, cũng không tệ đó chứ. Cô à, đây chính là đội vệ sinh của lữ đoàn. Đúng vậy, sao? Chỗ này đơn sơ quá, gần giống như là ổ ăn mày đó. Các cô bé này khẩu khí rất lớn đó. Đúng là giống ổ ăn mày thiệt mà. Đường đường đội y tế mà không thể làm phẫu thuật ngoại khoa. Cô không có lấy một cái kính hiển vi, chỉ có ít bông gạc với thuốc cầm máu thôi. Thực sự là quá thiếu thốn rồi. Tiểu Mai, cháu đừng coi thường chỗ bông gạc và thuốc cầm máu này. Cháu có biết trên chiến trường các sĩ binh chết như thế nào hay không? Bị kẻ địch đánh chết. Bị kẻ địch đánh chết chỉ có 1/3. Vậy còn 2/3 thì chết như thế nào? Phần lớn số còn lại không phải vì máu chảy không ngừng mà chết, thì cũng là vì vết thương bị nhiễm trùng, hoặc là bị đau đến chết. Tiểu Mai, sau này cháu làm thành viên đội y tế, phải lên chiến trường bất cứ lúc nào. Đội y tế chính là cứu tinh của chiến trường. Hàng ngày cháu sẽ nhìn thấy thương vong, nhìn thấy có người hy sinh. Cháu đã chuẩn bị tâm lý chưa? Cháu chuẩn bị sẵn sàng rồi. Được, vậy thì cháu đi đi. Thêm một bộ quân trang cho cô xem. Xong rồi lại đây. Cô à, cháu muốn đi gặp anh Tảo Tảo. Gặp Tảo Tảo? Vừa mới gặp chỗ lữ đoàn trưởng rồi còn gì. Người ta nhớ anh ấy mà. Cô à, có được không cô? Thành viên đội y tế Hà Tiểu Mai. Cô, thành viên đội y tế Hà Tiểu Mai. Bây giờ cháu là quân nhân rồi, không phải người dân bình thường nữa. Cấp trên gọi cháu, cháu phải đáp lại là có. Có. Đi, thay bộ quân trang đến đây cho cô xem. Được thôi. Không phải được thôi. Phải trả lời. Rõ đội trưởng. Rõ đội trưởng. Được rồi, đi đi. Báo cáo. Giáo quan Hà Tảo Tảo đích trình diện. Tảo Tảo, nào nào lại đây, cho chú xem nào. Được lắm, chớp mắt một cái đã lớn như vậy rồi. Nào lại đây, ngồi đi. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Không cần khách sáo, đều là người một nhà hết thôi. Tảo Tảo, cha của cậu mà biết cậu tới trung đoàn 1, chắc chắn sẽ vui lắm đó. Trung đoàn trưởng, câu này nói sai rồi. Cha của cháu mà biết cháu tới trung đoàn 1, chắc chắn sẽ không vui. Tại sao vậy? Rất rõ ràng còn gì. Cha của cháu là trung đoàn trưởng trung đoàn 2, cháu là giáo quan trung đoàn 1. Tảo Tảo, gặp mẹ của cậu chưa? Mẹ con cháu cùng nhau đến đã thiết quan. Sau khi đến lữ đoàn, cháu đã gặp lữ đoàn trưởng. Sau đó thì đến trung đoàn 1, cháu vẫn chưa gặp cha mẹ cháu. Lúc nãy cậu nói cha của cậu là trung đoàn trưởng trung đoàn 2, Hạ Lương Tài. Ai nói với cậu như vậy? Mẹ của cháu. Cô ấy nói với cậu từ khi nào? Từ lúc cháu còn rất nhỏ. Vậy thì mẹ của cậu có từng nhắc với cậu chuyện của cha cậu không? Cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói với cậu thế nào? Mẹ nói cha cháu là Tề Chiêu. Cậu không tin? Tại sao? Không tin là không tin, không có tại sao. Tảo Tảo, quy tắc đầu tiên của quân nhân là gì? Phục tùng mệnh lệnh. Biết vậy là tốt. Bây giờ tôi dẫn cậu đến ký túc xá đội giáo quan, sắp xếp chỗ ở cho cậu. Đi thôi. Trung đoàn trưởng, giáo quan Tề, anh tới rồi. Đây là thanh đao vừa mới mua, anh thấy thế nào chứ? Không tệ, quả nhiên là thanh đao tốt. Nào lại đây, tôi giới thiệu với anh. Đây là giáo quan mới tới, giáo quan Hạ. Tảo Tảo. Giáo quan Tề.
Không ngờ tới đúng hay không? Đây là Lữ đoàn trưởng đặc biệt quan tâm Trung đoàn 1, nên cử một giáo quan bắn súng tới đây. Tảo Tảo, chào mừng con tới Trung đoàn 1. Tảo Tảo, sau này cậu hãy ở đây cùng với giáo quan Đề. Cái gì? Nghe nói tay súng bắn tỉa rất giỏi, giữ bình tĩnh mà. Sao cậu lại hốt hoảng như vậy? Trung đoàn trưởng, tại sao cứ phải sắp xếp cháu ở cùng với giáo quan Tề? Cậu là giáo quan bắn súng Trung đoàn 1, anh ấy là giáo quan võ thuật Trung đoàn 1, nên này là ký túc xá đội giáo quan. Sao, tôi sắp xếp sai hả? Cái thằng nhóc này chắc là trúng tà rồi. Một mực nói Hạ Lượng Tài là cha ruột của nó. Anh có biết tại sao hay không? Tôi không biết. Tại sao? Có lẽ là tâm bệnh. Tâm bệnh gì? Sao tôi biết được? Tôi đâu phải là cha ruột của cậu ta. Chính vì lý do này anh mới để chúng tôi ở cùng một phòng sao? Coi như là tôi có chút lòng riêng. Để hai cha con của anh tiếp xúc với nhau nhiều một chút, hy vọng sớm ngày chữa khỏi tâm bệnh của cậu ta. Trung đoàn trưởng, vậy tôi thật sự phải cảm ơn anh. Thôi đi, anh là trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 đó. Tôi chỉ đến trông coi giúp anh thôi. Tôi đã không còn gì nữa rồi. Đừng có nhục chí. Tôi nói cho anh biết, chúng ta sắp tiến đến phòng tuyến trường thành.